Thưa quý vị, sáng nay Hội báo Toàn quốc 2024 với chủ đề Báo chí Việt Nam tiên phong đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân đã bế mạc sau 3 ngày diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Hội báo toàn quốc 2024 là hội báo toàn quốc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Hội báo không chỉ có số lượng các gian trưng bày sản phẩm báo chí, công nghệ phát thanh, truyền hình của hơn 600 cơ quan báo chí trung ương và địa phương, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, còn có một khu trưng bày các sản phẩm OCOP của nhiều tỉnh thành được đưa đến giới thiệu và quảng bá. Trong 3 ngày diễn ra, Hội báo toàn quốc 2024 đã có nhiều hoạt động tương tác giao lưu giúp gia tăng sự kết nối giữa những người làm báo và giữa báo chí với công chúng. Hội báo còn là dịp thể hiện tình đoàn kết giữa báo chí với các cấp, ngành, giữa báo chí với doanh nghiệp và giữa báo chí và công chúng. Từ đó cùng nhau nắm thời cơ vượt qua khó khăn thách thức nhằm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Tại buổi lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao nhiều giải thưởng cho các cấp hội nhà báo tham dự hội báo toàn quốc, trong đó có giải gian trưng bày xuất sắc, chương trình truyền hình Tết ấn tượng, chương trình phát thanh Tết ấn tượng, bìa báo Tết ấn tượng, giao diện báo điện tử ấn tượng. Trong đó, cụm hội nhà báo các tỉnh miền Đông Nam Bộ đã đạt giải C, giải gian hàng trưng bày xuất sắc và tác phẩm Xuân quê hương 2024 của Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai đã đạt giải C, giải chương trình truyền hình Tết ấn tượng.